trình Nhạc Tài Tử Nam Bộ. Kính chào quý thính giả, mời quý thính giả cùng thưởng thức chương trình ca nhạc Tài Tử Nam Bộ của Đài Phát thanh Vĩnh Long. Mở đầu chương trình, Tài Tử Văn Quang hát thể điệu Xuân Tình, Chiến Khu Đê, soạn lời Thanh Tâm. Đố ai quét sạch lá rừng, đố ai điểm được muôn ngàn chiến công quân với dân. Khu Đê anh hùng từ khi gió thu thổi lòng rừng sâu, in bóng bao người từ khắp nẻo kéo về. Trong quan tàn lập chiến khu Đê, rừng chỉ có măng le có dại, thu giữ luôn hầm dọ đêm ngày. Bệnh tật thì chực hại người, lưới quân thù dây chặt khắp nơi. Thuốc gạo đến đây phải qua đồn dược bốt, phải đổi bằng xương máu bao người. Nhưng dù mau đổ thịt rơi, người Khu Đê một bước chẳng lùi, quyết giữ sao cho cầu vững nhịp, mà cho miền Nam đến được cha già, cho gió Bắc thuận hòa, cho suối rừng vui vẻ reo ca. Phải biến cỏ dại thành lúa khoai xanh rộp, mà tiếng quan du thành nơi tập hội. Rồi ngày mai chim rừng mua hát, mừng lúa về tươi mát rừng sâu. Miền Đông nắng đã lên rồi, khắp thị thành đồng ruộng reo rung rời. Lưới đêm dài loan lộ khắp nơi, cùng với miền Nam Khu Đê theo lệnh cha già. Trời gươm cầm cuốc dựng nhà, đợi những người đi xa về đoàn tụ. Tiếp theo chương trình, Tài Tử Kiều Hạnh hát bài Lời Chị Cho Em của tác giả Quỳnh Khải theo thể điệu Văn Thiên Tường lớp 3. Này em thân yêu, lời chị cho em trước chia tay, lời ghen nhào thốt ra theo lệ đứng trồng. Bạn đồng tâm
sao này ra sao nào có ai hay. Vật đối sao dời, nghĩa chị em cũng chẳng phai mờ. Nhớ hồi còn thơ ta cùng bên nhau, sớ chia hạt muối cộng hoa rau. Đêm lạnh chung trăng trồi đất mái tranh, gió lộng tư bề mặc cho nắng ta xưa nay thập nữ giết vô, nhưng má ba thương mình như nhau. Mười anh chị em vuốt gấp bào phân, má táo tận ba lo nợ nuôi xong. Lập nương miệt mài cấy lúa trồng mà rau, trải bao lần không vào nấu cơm, bên nồi canh khoai mà biết mấy ngọt bùn. Đen dầu lung linh mình chấm giáo giáo, nghe lời anh hai dài. Cùng hóng chữ ý chữ tờ, chữ hiếu thân phải giữ cho trọn lòng. Anh hai dạy rằng gặp nhau ở
Liên tục chương trình, mời quý thính giả cùng nghe tài tử Hữu Trí trình bày thể điệu Trường Tương Tư, Nỗi Lòng Kim Trọng của tác giả Trang Lệ Tâm. Thân mình tương hồi sẽ kết giải tâm đồng, rộng dần lòng sắp bài tình chi duyên em, ôi hỡi Kiều Nương nát tan lòng. Tài tử Hồng Châu tiếp nối chương trình với bài vọng cổ nhịp 32 của tác giả Diễn Châu, Cô Gái Bán Sầu Riêng. Ai mua sầu riêng có ai mua sầu riêng, ai dần dần ghé quán em đây bán trái sầu riêng, nhưng em không bán tình duyên. Dù cho mà thăm phai hồng sầu riêng, gió thổi tóc em bay theo con bước.
đón chào người khách la. Anh đi rồi sao em buồn bã quá, nặng trĩu trong lòng mang một mối sầu riêng. Ai mua sầu riêng, có ai mua sầu sau đây tài tử văn lọ thể hiện 16 câu long đăng có nhan đề Đồng Tháp 10, soạn lời Hoàng Tấn.
Kết thúc chương trình, tài tử Ngọc Linh hát thể điệu Phụng Hoàng Lai Nghi, Đất Sử Tình Thơ, sáng tác Quỳnh Khải. Vô khám ra tù
trà ôn. Mặn thích dũng liêm bình tân tam bên. Bình minh chương trình ca nhạc tài tử Nam Bộ của Đài Phát thanh Vĩnh Long hôm nay đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt. Thân ái chào tạm biệt. Thân ái chào tạm biệt. Thân ái chào tạm biệt.